Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Vũ Động Càn Khôn. Trong video trước, đại hoàng cổ bì đã chính thức mở ra, Lâm Động cùng đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong. Bước qua cánh cổng, nơi đầu tiên đặt chân tới là một vùng núi hoang vắng. Lâm Động tò mò, hình như đột nhiên bọn họ đến một nơi khác. Đưa ra dự đoán đây có lẽ là không gian do tông phái viễn cổ tạo ra, phía trước mặt có một khu di tích tông phái viễn cổ. Trong không gian này ngừng tụ thiên địa nguyên lực dày đặc, có lẽ đã bỏ phế hơn vạn năm. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho tông phái viễn cổ cũng phải tiêu vong? Đáng tiếc là thời gian đã xảy ra quá lâu, hơn vạn năm trước rồi, cho nên điều ra cũng không biết. Bọn họ định tiến vào thử xem có tung tích tổ phù hay không, vậy nhưng vừa mới đi được mấy bước thì phía đằng sau đã xảy ra hỗn loạn, cả đám nhào nhào bỏ chạy. Thì ra là bọn họ đang bị một con yêu thú truy đuổi, nó nhanh chóng tiếp cận và tấn công Lâm Động. Cậu nhanh trí nhảy lên lưng Tiểu Viêm rồi bỏ chạy, đám người phía sau không kịp chạy trốn nên bị giết chết. Điều ra dự đoán, có lẽ là yêu thú trong vùng không gian này, việc trước mắt là phải rời khỏi đây. Tuy nhiên vừa mới bay thêm được một đoạn thì con yêu thú lại xuất hiện bất ngờ tấn công khiến cho Lâm Động rơi xuống. Xui xẻo thay vị trí cậu đang đứng lại là cát lún, thân thể từ từ bị chìm xuống, Tiểu Viêm thấy vậy nhanh chóng lao tới định kéo người lên và nhưng không kịp, toàn thân Lâm Động đã bị chìm xuống bên dưới. Trùng hợp là bên dưới lớp cát lại có một cái hang động, cho nên Lâm Động may mắn giữ được một cái mạng nhỏ. Điều ra nhanh chóng hiện ra giải thích, con yêu thú đó vẫn luôn hoạt động dưới mặt đất, thảo nào lại xuất quỷ nhập thần, trước mắt phải nghĩ cách xông ra ngoài tụ hợp với Tiểu Viêm. Vừa nói tới đây, mặt đất đã rung động, thì ra là yêu thú đã đuổi tới. Lâm Động và Tiểu Điều nhanh chóng bỏ chạy, chỉ có điều nơi này lại có vô số đường hầm thông ra tứ phía. Điều này làm cho cậu vô cùng phân vân, rốt cuộc là nên đi đường nào. Đưa ra nhờ vào cái mũi thính của mình ngồi được gì đó, hắn nhanh chóng chỉ dẫn cho Lâm Động. Hai người tiếp tục bỏ chạy, rất nhanh bọn họ cũng nhìn thấy lối ra. Đáng tiếc rằng nơi bọn họ được truyền tống tới là một vùng không gian khác, xung quanh tràn ngập lôi điện. Lâm Động và Đưa ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng phải há mồm kinh ngạc. Đây chính là âm phong trận, mà mỗi tiến vào bọn họ nhất định sẽ bị sức xó xé sống. Tuy nhiên bây giờ bọn họ không còn lựa chọn nào nữa, yêu thú đã đuổi tới sát phía sau rồi, cho nên Lâm Động phải bất chấp nguy hiểm mang theo Điều Sa lao vào bên trong âm phong trận. Còn yêu thú cũng lao theo hai người, nó nhanh chóng bị gió lốc ở đây xé tan. Còn Lâm Động, bởi vì đã nhận lôi thể cùng thuộc tính với âm phong trận, nên còn có thể chống cự được một lúc, sau đó ý thức dần dần mơ hồ và ngất đi. Điều Sa lao theo, sau đó hắn cố gắng dùng thuật thôi miên đánh thức Lâm Động tỉnh lại. Cách này quả nhiên có hiệu quả, không muốn táng thân tại nơi này, Lâm Động nhanh chóng hấp thụ sức mạnh lôi điện. Đúng là trong cái rồi lại có cái may, hành động hấp thụ sức mạnh xung quanh khiến cho đại nhận lôi thể xuất hiện biến hóa. Cùng lúc này đám người cổ nhàm đang trên đường tiến về di tích tông phái viễn cổ thì vô tình nhìn thấy Tiểu Viêm. Lão cảm thấy con hồ này có vẻ quen mắt nên dừng lại suy nghĩ. Nhớ lại lần đụng độ với Lâm Động, cậu ta từng ngồi lên lưng con hồ này rồi bỏ chạy, cho nên cổ nhàm nhanh chóng nhận ra lai lịch của nó có liên quan mật thiết tới Lâm Động. Lão lập tức dẫn theo hai tên thuộc hạ lao xuống bắt Tiểu Viêm. Về phần Lâm Động, cậu ta lúc này vẫn không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh. Điều này giúp cho kỹ năng đại nhận lôi thể đột phá lên ngọc lôi thể, toàn thân tản mát ra khí tức màu xanh. Không chờ đợi thêm, cậu lập tức mang theo Điều Gia xông ra ngoài. Sau khi đã thoát khốn, Điều Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, thực sự là quá nguy hiểm. Tiểu tử này cũng quá liều mạng rồi, rốt cuộc cậu ta có biết âm phong trận nguy hiểm tới mức nào hay không? Lâm Động nghe vậy vẫn thản nhiên, lúc đó tình hình nguy cấp nên cũng không để ý nhiều như vậy. Hơn nữa bên trong âm phong trận luyện thành ngọc lôi thể, lần này cũng nhờ có Điều Gia nên mới thành công. Điều Gia nghe bản thân được tầng bốc như vậy liền tỏ vẻ uy phong. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy ở phía xa đang có một cột sáng hướng thẳng lên trên, tò mò nên bọn họ nhanh chóng đi xem thử, nói không chừng là bảo vật tông phái viễn cổ lưu lại. Đi tới trước cột sáng, cả hai liền ngạc nhiên, không ngờ bên trong đó lại có một thân ảnh đang ngồi thiền. Lâm Động lập tức lấy ra vũ khí đề phòng, Điều Gia thấy vậy nhanh chóng khuyên cậu tha lòng. Nguyên thần người này sớm đã tan biến rồi, xem ra âm phong trận là bình chướng hắn bố trí lúc còn sống, trải qua thời gian quá lâu cho nên uy lực giảm mạnh, nếu không ngọc lôi thể của cậu cũng chưa chắc xông qua được. Lâm Động thu lại vũ khí sau đó đi lên kiểm tra, vậy nhưng vừa mới đi được một vài bước thì thân thể lập tức bị mất khống chế và bị kéo lại bên trong trận pháp. Từ trên thi thể của lão tai truyền vào bên trong bản mệnh linh phù của cậu một lượng thông tin. Một đoạn hình ảnh mờ ảo tăng thương hiện lên, năm đó nơi này từng bị một đàn dị ma tấn công, vậy nhưng điều đó không quá lo ngại. Thứ khiến bọn họ e sợ là kẻ cầm đầu đám dị ma, một chiêu của hắn dường như sạch cao thủ. Trong lúc nguy cấp đó, lão già này đã sử dụng một loại lực lượng giống như một lốc xoáy khổng lồ để ngăn cản, cuối cùng vẫn phải mất mạng. Hình ảnh tới đây nhanh chóng biến mất, Lâm Động cũng tỉnh lại, bộ mặt vô cùng xúc động. Cậu nhận ra bản thân mình dường như nhìn thấy một ít ký ức của lão già kia. Những đệ tử của tông phái viễn cổ này đang chống lại loại lực lượng đáng sợ nào đó. Ngoài ra còn có một tấm phù văn màu đen. Đưa ra nghe vậy liền suy nghĩ, có lẽ là bản mệnh linh phù của cậu có liên quan cực lớn tới tổ phù. Còn tấm phù văn màu đen đó có lẽ chính là tổ phù, bây giờ có thể xác định một điều rằng tổ phù nằm ngay bên trong không gian cổ bì này. Lâm Động thắc mắc,
Cỗ sức mạnh đáng sợ kia mà bọn họ chống cự rốt cuộc là thứ gì, khiến bọn họ dù liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ nơi này? Điều ra cũng không rõ lắm, có lẽ bọn họ có sứ mệnh đặc thù nào đó. Đột nhiên từ trên tay lão già rơi ra hai viên đan dược, Điều ra nhanh chóng tiến lại nhặt lên. Hắn vô cùng vui mừng, đây chính là niết bàn đan, chỉ cùng giả niết bàn cảnh mới có thể luyện thành. Tuy rằng bây giờ Lâm Động còn một khoảng cách nữa mới tới niết bàn cảnh, vậy nhưng mà nếu có được niết bàn đan, tương lai nhất định làm ít công to. Nhận đồ vào tay, Lâm Động liền không quên chắp tay cảm tạ, sau đó rời đi. Vừa lên phía trên, Lâm Động liền thấy kỳ quái, khí tức của Tiểu Viêm ở chỗ này sao không thấy nó ở đâu cả. Đột nhiên giọng nói của Cổ Nhàm vang lên, cùng theo sự xuất hiện của hắn là Tiểu Viêm đang bị chó nằm dưới chân. Một tay của lão cầm kiếm uy hiếp, điều này làm cho Lâm Động vô cùng sốt ruột. Còn Cổ Nhàm thì lại rất tự tin, lão hôm nay phải tính món nợ trước đó mới được. Không còn cách nào khác, Lâm Động đành phải hỏi thăm Điều Gia biện pháp. Điều Gia cho biết cậu trước tiên dụ Cổ Nhàm kia bước sang, sau đó hắn sẽ tự có cách. Lâm Động nghe vậy liền chơi bày khiêu khích khiến Cổ Nhàm càng thêm tức giận. Lão chấp nhận lời thách thức rồi lao tới tấn công. Vậy nhưng Lâm Động chỉ cần sử dụng Giang Ngọc Lôi Thể đã có thể ngăn chặn được công kích, thậm chí đẩy lùi Cổ Nhàm về sau. Lão ta tiếp tục lao lên vậy nhưng không ăn thua. Trong thời gian hai người giao thủ, Điều Gia đã động thủ đánh bay hai tên thuộc hạ đang khống chế Tiểu Viêm. Cổ Nhàm nhận ra động tĩnh nên nhanh chóng kéo Tiểu Viêm lại gần, sau đó tiến hành uy hiếp yêu cầu Lâm Động đứng lại. Nếu còn tiến thêm một bước, lão sẽ lập tức làm thịt con súc sinh này. Lâm Động nghe vậy đành phải dừng lại, vậy nhưng vẫn không quên cảnh cáo, nếu dám làm tổn thương Tiểu Viêm, vậy thì lão chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt. Tuy nhiên, Cổ Nhàm sau khi nghe những lời này vẫn thản nhiên cho rằng Lâm Động không có cơ hội đó. Nói rồi lão lập tức vung kiếm phóng ra một chiêu đẩy lùi nam chính về phía sau. Lão định tiếp tục công kích vậy nhưng Tiểu Viêm nhanh trí sử dụng ra cái đuôi ngăn lại, kết hợp thêm Điều Gia ở phía sau tung chiêu cắt đứt sợi dây của Cổ Nhàm. Sau đó Lâm Động lập tức bồi thêm một đấm vào mặt khiến thân thể lão bay đi. Không chịu bỏ cuộc, lão lần nữa sử dụng ra kỹ năng rồi lao lên tấn công. Lâm Động nhanh chóng sử dụng ra ma viên biến trùng đỡ, đánh cho Cổ Nhàm rơi xuống vách núi. Trước khi về với đất mẹ, lão vẫn không quên chăn chối, cổ kiếm môn nhất định sẽ không bỏ qua. Việc trước mắt đã hoàn thành, Lâm Động không ở lại thêm nữa, bọn họ tiếp tục hành trình tiến vào bên trong di tích tông phái viễn cổ. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!